Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính gửi tới quý khách hàng tư liệu kỹ thuật động cơ 3 pha 380V, công suất 110kW, còn gọi là 150 ngựa, sản phẩm nhập khẩu mới 100%, sản phẩm theo sản xuất theo công nghệ Úc, tốc độ 1480 vòng trên phút, tua chậm 4 cực điện, khoảng cách từ tâm tụt tới mặt đất là 315mm, đường kính cốt là 80mm, cường độ dòng điện định mức ampe cho phép là 116A khi đấu sao, 201A khi đấu tam giác. Sản phẩm có hệ số bảo vệ bụi và nước IP55, có thể bảo vệ motor kính với những hạt bụi và nước cực nhỏ. Motor có chế độ làm mát toàn phần, cấp chịu nhiệt cao. Nhờ cấu tạo bằng tôn silicon xanh cán nguội và dây đồng chất lượng cao cấp, sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Thông số hình học của các sản phẩm theo tiêu chuẩn chung quốc tế. Khoảng cách giữa các lỗ tâm đế dọc trục là 406mm. Khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 508mm. Tổng cộng chiều cao là 845mm. Chiều dài là 1220mm. Trọng lượng sản phẩm gần 900kg. Số lượng có sẵn 35 chiếc. Sản phẩm công nghiệp Minh Motor được sản xuất bởi hơn 1.500 nhân công lành nghề tại nước ngoài, được phân phối tại 45 tỉnh thành trong cả nước. Xin trân trọng được phục vụ quý khách. Xin cảm ơn.